An Khang xin chào tất cả các bạn. Cách đây không lâu thì Lenovo đã ra mắt phiên bản IdeaPad 710S 2017 với nhiều cải tiến và tính năng vượt trội so với phiên bản cũ 2016. Nhìn về tổng thể thì IdeaPad 710S này là một chiếc laptop mỏng, nhẹ với khối lượng chỉ khoảng 1,16kg và dày 1,39cm. Thân máy được hoàn thiện từ khung kim loại nguyên khối, bề mặt nhám cho cảm giác cầm nắm rất là chắc tay, ít bám bụi và bám vân tay. Logo Lenovo thì được mạ chrome đặt ở phía góc trên cùng của nắp máy. Dù là sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng là yêu thích sự mỏng nhẹ, nhưng Lenovo IdeaPad 710S này vẫn được hoàn thiện tốt, các chi tiết được gia công tỉ mỉ, các góc cạnh được bo tròn mượt mà. Máy được trang bị một màn hình 13.3 inch vô cùng sắc nét với độ phân giải Full HD, cùng với tấm nền IPS và công nghệ Anti-Glaze. Ngoài ra thì máy cũng sở hữu một viền màn hình siêu mỏng chỉ 5mm mà thôi, là một trong những chiếc laptop có viền mỏng nhất hiện nay, làm tăng tính thời thượng cho sản phẩm. IdeaPad 710S được trang bị một bàn phím chiclet với khoảng cách giữa các phím hợp lý, độ nảy tốt, hành trình phím đủ sâu cho cảm giác gõ phím thoải mái. Ngoài ra thì bàn phím này còn được trang bị một đèn nền sáng, hỗ trợ làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng hiệu quả. Mặc dù có kích thước khá là nhỏ gọn nhưng touchpad của máy vẫn được thiết kế rộng rãi, độ nhạy cao, hỗ trợ đa điểm với nhiều thao tác khác nhau. Xung quanh phần touchpad là một đường diamond cut, sáng bóng, càng tăng thêm vẻ sang trọng cho sản phẩm. Kích thước nhỏ gọn cùng với trọng lượng cực nhẹ như vậy nên việc giới hạn về số cổng kết nối cũng là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ có một cổng sạc tròn, một cổng USB 3.0, một USB 2.0, một khe cắm thẻ nhớ, một jack cắm tai nghe 3.5 và một webcam chất lượng HD. Xét về cấu hình của máy thì sao ạ? Lenovo IdeaPad 710S có 3 lựa chọn cấu hình CPU, đó là Core i3, Core i5 và Core i7. Cấu hình cao nhất hiện nay của máy đó là Core i7, thế hệ thứ 7 của Intel. Đi kèm là RAM 8GB giúp máy chạy đa nhiệm một cách mượt mà. Cùng với đó là một ổ cứng SSD 256GB và các đồ họa Intel Graphics 620 hỗ trợ khá tốt cho các tác vụ đồ họa như là Photoshop, Video Render hay là chơi game. IdeaPad 710S này còn đi kèm một bộ đôi loa JBL Stereo kết hợp với công nghệ âm thanh Dolby Home Theater cho chất lượng âm thanh trong trẻo, hiệu ứng âm thanh vòm rất là ấn tượng. Lenovo IdeaPad 710S không phải là một chiếc laptop có cấu hình mạnh mẽ hay thiết kế hầm hố, mà đơn giản đây là một sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ với cấu hình đủ sức đáp ứng các nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Và trên đây chính là một số giới thiệu cũng như đánh giá về laptop Lenovo IdeaPad 710S. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của An Khang.